Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Góc nhìn khán giả của kênh VTC14 ngày hôm nay xin được bắt đầu với phần điểm những nội dung chính sẽ phát sóng trong chương trình. Tránh xe máy, xe buýt lao thẳng vào quán cà phê. Phản ánh của khán giả Trần Thanh Tùng từ số điện thoại 0977, 3 số cuối 824. Màn trình diễn Drift trên xe hơi bị hỏng, khiến nhiều người bị thương. Phản ánh của khán giả Hoàng Phương Sơn ở phố Trần Bình, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Số điện thoại 097, 3 số cuối 570. Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người tử vong. Phản ánh của khán giả Phạm Công Thành, trú tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0124, 3 số cuối 895. Hàng chục cầu chì không có nắp đậy gây nguy hiểm cho người nhà và bệnh nhân tại bệnh viện 105 Hà Nội. Phản ánh của khán giả Nguyễn Thế Nguyên từ số điện thoại 0163, 3 số cuối 837. Nhà máy cà phê Olam Lâm Đồng xả thải trực tiếp ra suối gây bức xúc cho người dân. Phản ánh của khán giả Nguyễn Thanh Bình từ số điện thoại 0987, 3 số cuối 852. Khu du lịch bị bỏ hoang tại huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Phản ánh của khán giả Lê Thị Kim Anh từ số điện thoại 0188, 3 số cuối 974. Lặng lẽ cuộc đời của những người vô gia cư giữa đêm đông Hà Nội. Chia sẻ của khán giả Nguyễn Anh Tuấn ở phố Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 26 tháng 12, khi đang lưu thông trên đường Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, một chiếc xe buýt đã lao thẳng vào quán cà phê ven đường do tránh một chiếc xe máy đi ngược chiều, chạy với tốc độ cao. Khán giả Trần Thanh Tùng từ số điện thoại 0977, 3 số cuối 824 đã gửi đến chương trình một số hình ảnh về vụ tai nạn này. Đây là hiện trường vụ tai nạn xảy ra vào sáng nay 26 tháng 12. Do tránh một chiếc xe máy đi ngược chiều phóng nhanh lạng lách nên tài xế xe buýt đã phải đánh lái, lao thẳng vào quán cà phê. Toàn bộ mặt tiền của quán này bị hư hại nặng, tấm cửa cuốn cũng bị thổi bay vào phía bên trong. Theo như những thông tin mà khán giả Trần Thanh Tùng cung cấp cho chương trình, thì khoảng 6 giờ 30 phút, chiếc xe buýt mang biển kiểm soát 53N3921 chạy tuyến Sài Gòn-Thới An do tài xế Đặng Bá Lưu, 30 tuổi, quê ở Bến Tre điều khiển. Khi đang lưu thông trên đường Đào Duy Anh hướng từ đường Phổ Quang về công viên Gia Định, thì xuất hiện một thanh niên điều khiển xe máy chạy ngược chiều, lạng lách với tốc độ cao. Thấy chiếc xe máy lao thẳng vào đầu xe buýt nên tài xế Đặng Bá Lưu vội đánh tay gấp để tránh né. Từ sự cố này, chiếc xe buýt đã bị mất lái tông thẳng vào quán cà phê nằm bên đường. Cửa cuốn của quán cà phê cùng một số vật dụng trong quán bị xe buýt đâm phải làm hư hỏng vỡ vụn. Khán giả Trần Thanh Tùng còn cho biết thêm, khá nhiều người đi tập thể dục buổi sáng tỏ ra bức xúc trước hành động liều lĩnh của thanh niên đi xe máy. Việc làm này không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân người đi xe máy mà còn ảnh hưởng đến sự an nguy của nhiều người khác. Rất may vào thời điểm xảy ra tai nạn đường vắng, trên xe buýt chỉ có vài hành khách nên không có người thương tích. Quán cà phê khi đó cũng chưa mở cửa, còn các nhân viên đang làm việc phía sau bên trong nên chỉ gây thiệt hại về tài sản. Thưa quý vị, vào ngày 23 tháng 12 vừa qua tại Hà Nội, một tai nạn nhỏ đã xảy ra khi một nam thanh niên định biểu diễn màn trip nhưng gặp sự cố. Vụ tai nạn đã khiến nhiều người bị thương nhẹ và hoảng sợ. Sau đây mời quý vị cùng đến với phản ánh của khán giả Hoàng Phương Sơn ở phố Trần Bình, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Số điện thoại 097, 3 số cuối 570 đã gửi về chương trình.
Theo phản ánh của khán giả Hoàng Phương Sơn thì sự việc xảy ra vào sáng 23 tháng 12 tại khu vực Tháp Đồng Hồ, đối diện sân vận động Mỹ Đình. Hơn chục thành viên câu lạc bộ Jupiter đang dựng xe chuẩn bị chụp ảnh lưu niệm thì bất ngờ một nam thanh niên cao hứng biểu diễn màn trip. Nam thanh niên này điều khiển chiếc Hyundai Genesis lao đi với tốc độ cao, quay hai vòng rồi lao thẳng vào nhóm người đang đứng ven đường. Cú lao mạnh và bất ngờ khiến nhiều xe máy va vào nhau và hư hỏng. Nhiều người hốt hoảng tháo chạy. Có người không chạy kịp đã bị xe quật vào chân gây chấn thương. Còn chiếc xe ô tô gây tai nạn thì bị móp nhẹ. Khán giả Hoàng Phương Sơn cũng cho biết thêm, sau khi mượn xe của bạn lái thử nhiều vòng, người thanh niên này cao hứng và biểu diễn màn trip. Tuy nhiên, màn biểu diễn không những thất bại mà còn gây tai nạn. Cũng theo giải thích của khán giả Phương Sơn thì trip được hiểu là nghệ thuật kiểm soát và duy trì sự mất thăng bằng. Trip do người lái cố tình để cho lốp sau mất độ bám, nhưng vẫn có thể kiểm soát được hướng đi của xe. Môn thể thao này bắt nguồn từ Nhật Bản vào những năm 1970. Theo đó, trip là màn biểu diễn xe hơi đòi hỏi kỹ thuật cao, người lái cần nhiều kinh nghiệm. Trong khi biểu diễn gặp lỗi kỹ thuật là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, hành động của người thanh niên trên là rất đáng trách. Bởi theo anh Sơn, để thực hiện màn trình diễn trip, người thanh niên trên thay vì chọn một nơi phù hợp, không có người qua lại, anh ta lại chọn ngay con đường chính, đông người qua lại. Hậu quả là khiến nhiều người hoảng loạn và bị thương. Hiện đội cảnh sát giao thông huyện Từ Liêm sẽ sớm xác minh vụ việc trên và xử lý nghiêm hành vi vi phạm giao thông, gây nguy hiểm cho người khác. Thưa quý vị, tối ngày 25 tháng 12, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường Nguyễn Huy Điển, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, khiến hai người tử nạn. Khán giả Phạm Công Thành trú tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại 0124, 3 số cuối 895 đã gửi về chương trình một số hình ảnh ghi lại hiện trường vụ tai nạn. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 25 tháng 12 trước quán hải sản số 102 đường Nguyễn Huy Điển, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Xe ô tô hiệu Lexus 350 mang biển kiểm soát 56V7558 lưu thông trên đường Lê Đức Thọ theo hướng từ đường Dương Quảng Hàm đi chợ An Nhơn. Khi vừa tới giao lộ Phạm Huy Thông Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, chiếc xe ô tô đã va quẹt nhẹ với hai người đứng ven đường. Rất may cả hai người này kịp thời tránh né nên thoát nạn. Tuy nhiên, chiếc xe vẫn tiếp tục lao qua đường Phạm Huy Thông và xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 51V28116 lưu thông theo hướng từ đường Phạm Huy Thông ra đường Lê Đức Thọ. Cú tông mạnh khiến hai người trên xe máy bị hất văng, chiếc xe máy nằm lọt thỏm dưới gầm xe ô tô và bị kéo đi vài mét. Chiếc xe ô tô chỉ dừng lại khi lao lên vỉa hè, tông vào bàn ghế quán nhậu hải sản đóng tại số 102 Phạm Huy Thông. Theo phản ánh của khán giả Phạm Công Thành, thì sau khi tai nạn xảy ra, hai nạn nhân đi xe máy là anh Đào Ngọc Quảng, 45 tuổi, ngụ tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, và con gái là Đào Hồng Ngọc, 7 tuổi, đã tử vong do bị thương quá nặng. Tại hiện trường, chiếc xe máy đã bị ô tô nghiền nát, nằm kẹt dưới gầm xe. Cũng theo khán giả Công Thành cho biết, thì nhiều người chứng kiến vụ tai nạn thắc mắc khi đây là một vụ tai nạn khá nghiêm trọng, có tới 2 người tử vong. Tuy nhiên, lực lượng chức năng lại không tiến hành khoanh vùng, đo vẽ, tái hiện lại hiện trường tai nạn xảy ra và lập biên bản. Hai cảnh sát giao thông có mặt tại hiện trường khoảng 15 phút và tới khoảng 22 giờ, xe cứu hộ đã kéo chiếc xe ô tô gây tai nạn đi khỏi hiện trường vụ tai nạn. Khán giả Nguyễn Thế Nguyên từ số điện thoại 0163, 3 số cuối 837 phản ánh. Hiện nay tại bệnh viện 105 ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội, có nhiều hộp cầu chì không có nắp đậy và có dấu hiệu xuống cấp. Việc này không chỉ làm mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ, có thể gây tai nạn bất cứ lúc nào. Đây chỉ là một trong hàng chục hộp cầu chì không có nắp đậy vẫn đang được sử dụng tại bệnh viện 105 ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Những hộp cầu chì này hầu hết đã rất cũ và vị trí lắp đặt rất thấp, chỉ cách mặt đất khoảng 1 mét. Thử rồi.
Bệnh nhân và người nhà qua lại khu vực này rất đông, nếu sơ ý có thể chạm tay vào bất cứ lúc nào. Theo khán giả Nguyễn Thế Nguyên thì bệnh viện là nơi có rất đông người qua lại, nhất là người già và trẻ em. Vậy mà tại đây tồn tại hàng chục hộp cầu chì không nắp đậy, chỉ được che đậy qua loa bằng vài sợi băng dính. Mặc dù việc này đã kéo dài hơn một tháng nay nhưng vẫn chưa được bệnh viện khắc phục. Gửi clip đến chương trình, khán giả Nguyễn Thế Nguyên rất mong bệnh viện 105 sẽ sớm có phương pháp khắc phục tình trạng trên để đảm bảo an toàn cho người dân. Khán giả Nguyễn Thanh Bình có số điện thoại 0987, bao số cuối 852 cho biết, nhà máy sản xuất cà phê Olam có địa chỉ tại thôn 3, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, thường xuyên xả thải trực tiếp ra dòng suối cung cấp nước tưới tiêu cho người dân khu vực. Sau đây là một số hình ảnh về việc xả thải này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đây là con suối bắt nguồn từ thác Cam Ly của Đà Lạt, Lâm Đồng. Vì vậy, người dân xã Mê Linh vẫn thường gọi nó là suối Cam Ly. Suối Cam Ly có nhiệm vụ cung cấp nước tưới tiêu cho nhiều diện tích đất hoa màu trên địa bàn xã Mê Linh. Tuy nhiên gần đây nhà máy sản xuất cà phê Olam đóng trên địa bàn xã đã làm đường dẫn xả thẳng nước thải ra đây. Nước từ ống xả ra đen kịt, sủi bọt trắng xóa và bốc mùi hôi thối. Phản ánh cùng chương trình, khán giả Nguyễn Thanh Bình cho biết, từ khi công ty cà phê Olam xả thải vào dòng suối này, người dân thường xuyên bắt gặp tình cảnh cá chết trên suối. Khi múc nước từ đây lên tưới cho ruộng đồng, người dân còn phát hiện nước có mùi hôi thối. Cá biệt, đoạn gần khu vực nước thải của nhà máy đổ ra, bọt luôn nổi trắng xóa, còn nước có màu đen kịt. Cũng theo khán giả Thanh Bình thì dòng nước này lại đổ về thác Voi, một trong những thắng cảnh nổi tiếng của Tây Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, về vấn đề này, chương trình Góc nhìn khán giả sẽ gửi công văn đến Ủy ban Nhân dân xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng để xác định làm rõ. Thông tin chi tiết chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Khu du lịch Nhất Tự Sơn thuộc thôn Mỹ Thành, xã Xuân Thọ 1, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, được Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng với các đơn vị thành viên đầu tư đến hàng tỷ đồng. Trước kia, đây là một trong những điểm thu hút khách du lịch của thị xã Sông Cầu. Tuy nhiên, nay nó đã trở nên hoang phế. Khán giả Lê Thị Kim Anh có số điện thoại 0188, 3 số cuối 974 đã ghi lại một số hình ảnh tan hoang của khu du lịch này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nếu không có tấm biển này thì ít ai biết được rằng đây là đường dẫn vào khu du lịch sinh thái Nhất Tự Sơn, nơi từng được coi là một trong những điểm thu hút khách du lịch ở thị xã Sông Cầu. Toàn bộ nhà nổi phục vụ việc ngắm cảnh trước kia đều đã xuống cấp và bỏ hoang lâu ngày. Đường dẫn vào khu du lịch cỏ dại đã mọc đầy.
Khán giả Lê Thị Kim Anh cho biết, sở dĩ khu du lịch sinh thái này có tên gọi là Nhất Tự Sơn vì đây là một hòn đảo nhỏ có hình chữ nhất, nằm trong vịnh Xuân Đài. Khi thủy triều xuống, Nhất Tự Sơn được nối liền với bờ bằng một soi cát. Khi thủy triều lên thì Nhất Tự Sơn hoàn toàn là một cù lao. Trên núi có rừng nguyên sinh với nhiều loài cây quý hiếm. Khán giả Lê Thị Kim Anh còn cho biết thêm, khi được khởi công xây dựng vào khoảng năm 2000, khu du lịch này có diện tích hơn 29 ha, với vốn đầu tư hàng tỷ đồng cho các hạng mục như dựng vườn thú, cây cảnh trên đảo, trang bị du thuyền, nhà nghỉ, nhà hàng karaoke, bãi tắm biển, leo núi Tai Mã. Tất cả những hạng mục trên đều do công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Quang Xanh đầu tư. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, lượng khách du lịch giảm đột ngột nên đơn vị này không còn khả năng kinh tế để tiếp tục duy trì đầu tư và phát triển những hạng mục trên, khiến chúng rơi vào cảnh hoang phế. Cũng theo khán giả Lê Thị Kim Anh, thì hiện khu du lịch này đã hoàn toàn bị bỏ hoang, không có người trông coi bảo vệ, để mặc các công trình xuống cấp cùng năm tháng. Thưa quý vị, những ngày này nhiệt độ về đêm ở Hà Nội chỉ khoảng 10 độ C. Màn sương đêm khiến cái rét buốt như lặn sâu vào da thịt. Nhiều người lao động nghèo, vô gia cư, sau một ngày mưu sinh kiếm sống, họ lại chọn cho mình một góc nhỏ ven đường hay ghế đá công viên để nghỉ trong đêm đông giá rét. Khán giả Nguyễn Anh Tuấn ở phố Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã gửi tới chương trình một số hình ảnh về một đêm đông ở Hà Nội. Nhiều ngày nay, sau buổi đi bán tăm bông dạo, vợ chồng chị Tươi quê Hà Nam cùng đứa con 7 tháng tuổi lại về vỉa hè phố Thợ Nhuộm nằm co ro trong chiếc chăn mỏng. Như thấu hiểu sự cam khổ của bố mẹ, đứa trẻ vẫn ngủ ngon lành trong giá rét. Sau 24 giờ, khi đường phố đã thừa thớt, gia đình chị Tươi lại vác chăn chiếu vào trong cây ATM gần đó tránh cái rét cắt da cắt thịt. Giống như gia đình Tươi, nhiều người cũng lựa chọn cây ATM ấm áp làm nơi tá túc qua đêm. Tuy nhiên không phải ai cũng may mắn như vậy, không đủ tiền để có một chỗ ngả lưng trong nhà trọ bình dân, nên nhiều người ngoại tỉnh cũng đành ngủ lang nơi vỉa hè, góc chợ, công viên, vườn hoa. Kiếm được chỗ tá túc ổn định trên phố Cửa Nam nên dù ngủ vỉa hè nhưng người đàn ông này cũng đủ cảm thấy hài lòng. Sáng ra ông lại quét dọn sạch sẽ cho chủ nhà rồi cất kín chăn màn vào khe tường để chuẩn bị cho một ngày lao động mới. Buổi đêm trên phố Hà Nội, không khó để bắt gặp cụ ông nằm co ro trên vỉa hè phố Nguyễn Khắc Cần đắp tạm bằng tấm chăn mỏng. Hay bà cụ nằm lọt thỏm trong chiếc chăn bông trên vỉa hè phố Đinh Tiên Hoàng. Trong khi đó, dù có nhà cửa ở quê và hàng tháng có trợ cấp nhưng buồn vì không có con cháu, nên cụ ông này lại bắt xe lên Hà Nội dạo chơi, vài ba tuần lại bắt xe về nhà một lần. Hàng ngày, cụ chỉ lang thang đi dạo khắp Hà Nội, mệt thì ngồi nghỉ ghế đá, đêm về ngủ trên vỉa hè phố Đinh Tiên Hoàng. Đi dọc những con phố, thỉnh thoảng lại bắt gặp cảnh giam ba người lặng lẽ mưu sinh trong đêm, tập trung bên một đống lửa ấm áp. Trong giây phút hơ hơ đôi bàn tay trên ngọn lửa bập bùng, cảm giác cái buốt giá mệt mỏi suốt một ngày đêm lao động cật lực cũng vơi bớt phần nào. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những chia sẻ mà chương trình mới nhận được qua đường dây nóng 090-488-1414. Và địa chỉ email góc nhìn khán giả a@vtc.vn. Khán giả Nguyễn Tiến Trung có số điện thoại 0984, báo số cuối 781 cho biết, khoảng 14 giờ chiều nay, ngày 26 tháng 12 trên phố Hàng Khoai, Hà Nội đã xảy ra một vụ cháy. Nơi xảy ra cháy là một căn nhà nằm trong ngõ, nên lực lượng cứu hỏa đã rất khó khăn khi tiếp cận ngọn lửa. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà còn có một người đàn ông lớn tuổi. Lực lượng chức năng đã phải phá cửa để cứu người này ra ngoài trong tình trạng bị thương, cần cấp cứu. Sự việc thu hút được rất nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến xem. Chết rồi, ông này dễ đi. Chết. Ông này dễ chết rồi. Dân mình rất mau.
Theo khán giả Nguyễn Tiến Trung thì anh và những người chứng kiến vụ cháy tỏ ra khá bức xúc khi xe cấp cứu rất lâu sau đó mới có mặt tại hiện trường đưa người bị thương đi cấp cứu, trong khi lực lượng tại chỗ không có đầy đủ trang thiết bị sơ cứu cho nạn nhân. Khán giả Trần Văn Tài từ địa chỉ email vantairtv@yahoo.com.vn cho biết, nhiều năm qua, người dân ở ấp Bình Thạnh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, Tiền Giang phải sống chung với mùi hôi thối nồng nặc từ bãi rác Lộ Thiên của xã. Bãi rác này rộng khoảng 200m², không có tường rào nên rác tràn ra đường giao thông. Theo khán giả này thì hàng ngày đều có từ 4 đến 5 xe chở rác từ chợ Tam Bình đến đổ rác ở đây, nhưng cả tháng mới thấy xe rác đến chở rác đi. Dân mong chính quyền địa phương sớm điều chỉnh lại hoạt động của bãi rác này, trả lại môi trường sống trong sạch cho người dân. Khán giả Hoàng Ninh từ số điện thoại 0915 3 số cuối 153 cho biết, hiện nay tại khúc cua trên quốc lộ 14, đoạn chạy qua địa phận xã Thuận Hạnh, huyện Đắc Min, tỉnh Đắk Nông, hai bên đường ngập ngụa trong rác thải. Đây là hình ảnh mà khán giả Hoàng Ninh tình cờ ghi được khi đi ngang qua một trong những khúc cua trên quốc lộ 14, đoạn qua huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông. Rác bị đổ ra lề đường gồm đủ mọi thứ. Rác tràn cả xuống mương thoát nước, tuy nhiên tập trung nhiều hơn cả là ở phía trong ta li bao lề đường. Còn rác thải nặng thì nằm bên dưới, giấy và bọc ni lông nằm trên, gió thổi bay phất phơ nhìn rất phản cảm. Theo khán giả Hoàng Ninh thì điều khiến người đi đường bức xúc hơn cả, đây chính là trạm dừng đón trả khách của các tuyến xe buýt Gia Nghĩa, Buôn Mê Thuột, Đắk Min, Gia Nghĩa. Và bà con trong vùng sâu và có nhà trong dãy thường ra đây đón xe đi đường dài, nên hầu như lúc nào cũng có người. Khách chở xe buýt phải đứng ngồi trên rác, hành lý cũng để trên rác. Theo quan sát của khán giả Hoàng Ninh thì rác ở đây chủ yếu được người dân sống gần khu vực đem ra đổ. Gửi phản ánh đến chương trình, khán giả Hoàng Ninh mong muốn chính quyền địa phương cần tuyên truyền đến các hộ dân về việc không đổ rác bừa bãi để giữ vệ sinh công cộng trong các cuộc họp dân ở tổ tự quản, các buổi họp thôn để mọi người, mọi nhà có ý thức hơn về môi trường. Thưa quý vị, sau khi chương trình phát sóng phản ánh của một khán giả về tình trạng xe quá tải vẫn ngang nhiên lưu thông qua trạm cân cầu Dầu Dây Đồng Nai mà không hề bị lực lượng chức năng xử phạt, chương trình tiếp tục nhận được phản ánh của khán giả Trần Văn Tài từ số điện thoại 0121 3 số cuối 943 về vấn đề này. Đây là những tấm ảnh được anh Tài chụp tại hai đầu trạm cân. Từng đoàn xe chở gỗ xếp thành hàng dài chờ lưu thông qua trạm cân. Tại đây, các tài xế sẽ liên hệ với cò là những người đang làm việc tại cây xăng quanh vùng. Sau đó, những người này sẽ liên lạc với cán bộ làm việc tại trạm cân, thông báo về biển số xe đã nộp phí hoặc chuyển khoản cho cò. Sau khi thống nhất, số xe này sẽ lần lượt nối đuôi nhau bò qua trạm cân mà không hề vấp phải bất kỳ sự cản trở nào. Khán giả Đỗ Thị Bình ở Thụy An, Ba Vì, Hà Nội phản ánh, tại khu vực nghĩa trang của 4 thôn Áng Gạo, Liên Minh, Cơ Giới và Tân An của xã Thụy An xảy ra tình trạng sau khi bốc mộ, áo quan và đồ tùy táng của người đã khuất vứt la liệt. Đây là những tấm ảnh được khán giả Đỗ Thị Bình chụp vào ngày 23 tháng 12. Rất nhiều quan tài sau khi được bốc lên, không được tiêu hủy hoặc xử lý mà để bừa bãi quanh khu nghĩa trang, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Thêm vào đó, những chiếc đinh từ các tấm ván của quan tài vương vãi khắp nơi. Nếu không cẩn thận, những người đi làm đồng đều có thể dẫm phải. Đề nghị chính quyền địa phương đôn đốc người dân tiêu hủy những vật dụng trên đúng quy định, tránh ảnh hưởng đến môi trường chung. Thưa quý vị, còn bây giờ như thường lệ, phần cuối chương trình mời quý vị cùng điểm lại các clip tiêu biểu đã phát trong chương trình ngày hôm nay. Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 26 tháng 12, khi đang lưu thông trên đường Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, một chiếc xe buýt đã lao thẳng vào quán cà phê ven đường do tránh một chiếc xe máy đi ngược chiều chạy với tốc độ cao. Phản ánh của khán giả Trần Thanh Tùng từ số điện thoại 0977 3 số cuối là 824.
Vào ngày 23 tháng 12 tại khu vực Tháp Đồng Hồ, đối diện sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, một tai nạn nhỏ đã xảy ra khi một nam thanh niên định biểu diễn màn drift nhưng gặp sự cố. Chiếc Hyundai Genesis do nam thanh niên lái tốc độ cao quay hai vòng rồi lao thẳng vào nhóm người đang đứng ven đường. Cú lao mạnh và bất ngờ khiến nhiều xe máy va vào nhau và hư hỏng, nhiều người hốt hoảng tháo chạy. Có người không chạy kịp đã bị xe quật vào gây chấn thương, còn chiếc xe ô tô gây tai nạn thì bị móc nhẹ. Phản ánh của khán giả Hoàng Phương Sơn ở phố Trần Bình, quận Cầu Giấy, Hà Nội, số điện thoại 0973 số cuối là 570. Vào đêm 25 tháng 12, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trước quán hải sản số 102, đường Nguyễn Huy Điển, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Trong lúc lao vào quán nhậu ven đường, chiếc xe ô tô hiệu Lexus đã xảy ra va chạm với xe máy do một người đàn ông điều khiển chở theo con gái 7 tuổi. Sự cố giao thông khiến cả hai cha con bị thương nặng và tử vong sau đó vài giờ. Phản ánh của khán giả Phạm Công Thành, trú tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại 0124 số cuối là 895. Hiện nay tại bệnh viện 105 ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội có nhiều hộp cầu chì không có nắp đậy và có dấu hiệu xuống cấp. Việc này không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy hiểm, có thể gây tai nạn bất cứ lúc nào. Phản ánh của khán giả Nguyễn Thế Nguyên từ số điện thoại 0163 3 số cuối là 837. Nhà máy sản xuất cà phê Olam có địa chỉ tại thôn 3, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, thường xuyên xả thải trực tiếp ra dòng suối cung cấp nước tưới tiêu cho người dân khu vực. Phản ánh của khán giả Nguyễn Thanh Bình từ số điện thoại 0987 3 số cuối là 852. Khu du lịch sinh thái Nhất Tự Sơn thuộc thôn Mỹ Thành, xã Xuân Thọ 1, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên được Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng với các đơn vị thành viên đầu tư đến hàng tỷ đồng. Trước kia đây là một trong những điểm thu hút khách du lịch của thị xã Sông Cầu. Tuy nhiên nay nó đã trở nên hoang phế vì không có kinh phí tiếp tục duy trì. Phản ánh của khán giả Lê Thị Kim Anh từ số điện thoại 0188 3 số cuối là 974. Những ngày này nhiệt độ về đêm ở Hà Nội chỉ khoảng 10 độ C, màn sương đen khiến cái rét buốt như lặn sâu vào da thịt. Nhiều người lao động nghèo vô gia cư, sau một ngày mưu sinh kiếm sống, họ lại chọn cho mình một góc nhỏ ven đường hay ghế đá công viên để nghỉ trong đêm đông giá rét, chia sẻ của khán giả Nguyễn Anh Tuấn ở phố Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Thưa quý vị, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh, clip đáng chú ý, quý vị khán giả hãy gửi ngay về cho chúng tôi theo địa chỉ. Chương trình Góc nhìn khán giả kênh VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC số 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hay email đến địa chỉ gocnhinkhansa@vtc.vn. Hoặc quý khán giả cũng có thể gọi điện đến đường dây nóng 0904881414. Khi gửi hình ảnh clip chia sẻ về cho chương trình, quý vị khán giả hãy ghi thật rõ tên họ thật cùng địa chỉ, số điện thoại để ban biên tập tiện liên lạc sau khi phát sóng clip trong chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.